Thì bây giờ thì còn một khoảng thời gian nhỏ nữa thôi thì mình sẽ múc xong cái khoảng cách này, thì anh sư phụ này sẽ bò ra ngoài nha bạn, để chạy ra ngoài để mà xuống quà và bơi trên cái sông rất là lớn này. Mình sẽ cố gắng quay cho bạn mình xem xem. Phía trên kia thì trời đang chỉ mưa rất là lớn các bạn. Anh này cũng đang tranh thủ múc thật là nhanh để mà kịp thời gian xuống quà các bạn. Cái này chiếc 03 đây, đang quay mặt về hướng bên kia để mà đánh tali các bạn. Giờ này cũng đắp đổ là khoảng 4 giờ chiều các bạn. Hôm nay là anh này múc của anh không có nghỉ trưa luôn các bạn. Đang đánh tali cái mặt phía bên kia các bạn, lát nữa anh sẽ ôm giữ ở phía bên đây rồi các bạn. Hôm nay anh múc cũng nguyên cái con kinh này luôn các bạn, anh đánh từ phía trên sofa trên này xuống đây các bạn, cảnh cũng rất là đẹp. Đây em đang bò tới đây. Đây thì cái anh chủ bộn anh đứng anh chỉ đây các bạn, đang chỉ đây. Đây mình đang bắt cái dĩ để mà bò lên nha các bạn, cho xe di chuyển lên đây. Nó nhịp nhịp nó rất là căng các bạn. Wow, để cái gạo vô trong cái dừa rồi. Rồi anh đang mé cái dừa đang mà để cái dĩ xuống chỗ lọt các bạn. Xem anh này xử lý cái càng này đây các bạn. Tiếp tục não nha. Ôi đây à, bánh não nha. Căng à. Trời ơi, do lý do là cây dừa này nó đang ngăn ngang cái đường khó mà đi nha các bạn, xích nó qua không có lọt. Cây dừa này được cắm cái be cái đập là cái đường nước đi vô các bạn, sẽ đánh lắc. Trời ơi, xích lên luôn. Wow, rất là đã nha. Rồi, sẽ bắt cái dĩa đi qua nha các bạn. Luôn. Còn bị cắn không anh bò lên luôn rồi. Tiếp tục bắt thêm một miếng dĩ để mà đi qua nha các bạn. Lúc này đây thì cái bánh xích của anh sẽ cuốn đang nằm ở phía trên cây dừa lúc nãy các bạn. Dặn nước vô mặt luôn rồi. Thì múc tắt trả lời nha các bạn.
giờ mình đang chuẩn bị thủ tục xuất phà nha các bạn. Wow, cái phần ở đây nó hơi lúng nè. Con đường này đi nó hơi bị lún các bạn, cho nên anh tài xế vừa đi vừa bắt điểm nha. Ở phía trước anh là lúc trước là một cái mương đây, đây là cái mương đây các bạn, mương này mương lá người ta phá ra đây các bạn, mình sẽ xem anh đi qua nha các bạn. Qua đây cái nhà rồi, trời đang kéo con mưa lớn nè. Bên này đều có trước nhà giặt các bạn, anh sẽ quơ cái dĩ ngang cái mái nhà. Ừ. Đang bắt dĩ chứ mà bỏ cái mương này nha các bạn. Lên nước luôn. Sao mình nhảy lên bơi cái đống đất này luôn. Đi đến phà các bạn, đang qua cái con lộ nhỏ này sẽ xuất phà đây. Cái chuối à.
chuyển lên nha các bạn. Rồi, cái này phà 03 đây. Chắc dị quá. Thì mình nói thì lát nữa xe nó sẽ bơi với một con sông rất là lớn nè. Xong rồi sông cái bé nha các bạn. Wow, cái anh phụ phà anh cũng múa lửa lắm các bạn. Đây anh phụ phà là em của mình, đây ai là Khánh Gia Khánh TV các bạn. Để mình xích xa xa cho bạn xem cái góc rộng nha. Hồi hộp quá. Wow. Đây sẽ bỏ hai cái dĩa sắt xuống rồi sẽ bơi về nha các bạn. Này mình sẽ chuyển ngang con sông bên kia để mà bắt đầu sáng ngày mai mình sẽ tiếp tục công việc mới. Những cái anh 03 mà bơi phà như thế này nha các bạn. Xịn rất là đã luôn. Phía sau nó lõm chõng lên nữa các bạn, nó lắc. Rồi một ngày làm việc rất là thành công. Chúc mọi người xem video thành công trong cuộc sống cũng như là trong công việc nha các bạn. Các bạn xem video nhớ like, đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Quá đã luôn. Lâu lắm rồi mình mới thấy được cái cảnh xe cuốc bơi chèo như thế này đó. Đẹp luôn. Rồi, tới bà bản này các bạn, mình xin kết thúc video tại đây nha.